Xin kính chào tất cả các quý vị. Xin kính chào các thầy và xin chào các bạn. Trong chúng ta chắc ai cũng biết câu phương ngôn của người Việt: "Gừng càng già càng cay". Chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử 2020 này được cho là điều gần như tất yếu bởi ông là người nổi tiếng hàng đầu trong chính trường Mỹ, có kinh nghiệm và được yêu quý. Chiến dịch của ông hướng tới mục tiêu đưa Mỹ thoát khỏi cuộc khủng hoảng y tế và kinh tế vì Covid-19. Đại dịch đã khiến hơn 240.000 người chết và hàng triệu người thất nghiệp. chiến lược tranh cử để thiết lập một liên minh trải dài từ những người dân chủ tới các thành viên ôn hòa của Đảng Cộng Hòa. Cuộc bầu cử có tỷ lệ cử tri đi bầu có lẽ cao nhất từ năm 1900 và giành được nhiều phiếu hơn bất kỳ ứng viên nào trong lịch sử phá kỷ lục của Hillary Clinton năm 2016 của ông Barack Obama năm 2012 hay của ông George Bush năm 2004. Yếu tố thứ nhất giúp ông Biden thắng lợi là tư tưởng chính trị cốt lõi của ông Biden. Chính trị phụ thuộc vào lòng tin. Nếu bạn không thể thiết lập được mối quan hệ cá nhân, thật khó để xây dựng niềm tin. Như ông Biden đã viết, mối quan hệ cá nhân giúp xây dựng lòng tin. Thông qua đàm phán và thỏa hiệp, là cơ hội để thống nhất đảng. Ông đã lấy lòng được những người từng chỉ trích, rèm pha mình. Ông nói tôi nghĩ rằng mình có thành tích tốt trong việc tập hợp các thành viên Dân Chủ và Cộng Hòa. Đó là câu nói của ông Biden từng nói hồi tháng 7 vừa qua. Nguyên nhân thứ hai giúp ông chiến thắng là ông đã thay đổi cùng với sự thay đổi của nước Mỹ. Khi nước Mỹ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng y tế và kinh tế nghiêm trọng do Covid-19, chiến lược của ông Biden đã đạt hiệu quả lấy lòng cử tri. Những cam kết đẩy lùi đại dịch tìm kiếm một lựa chọn bảo hiểm y tế tốt hơn cho người dân Mỹ. Các chính sách giảm nghèo đói có thể trở thành cuộc cải tổ sâu sắc nhất từ thời Lyndon Johnson về chính sách đối nội. Joe Biden từng ủng hộ chiến tranh Iraq. Ông ấy đã có được bài học từ đó. ông là người muốn hạn chế sử dụng sức mạnh quân sự yếu tố thứ ba ông là một ứng cử viên không ẩm mỹ ông biden đã thực hiện chiến dịch tranh cử khá khiêm tốn thậm chí còn trở nên thận trọng hơn. Sau khi Covid-19 tấn công Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ tổ chức họp báo hàng ngày, xuất hiện tại nhiều sự kiện vận động tranh cử và thu hút sự chú ý của cả nước Mỹ. Điều này khiến nhiều thành viên trong nhóm của ông Biden lo lắng. Nhưng Biden cược rằng người Mỹ sẽ mệt mỏi với những tiếng nói ồn ào với những tranh chấp và bất bình của ông Trump tràn ngập trên mạng và các phương tiện truyền thông. Và thực tế, chiến lược từng giúp ông Trump giành chiến thắng vào năm 2016 đã không thể đưa ông ấy tới thành công lần này. Có nhiều người hồi tháng 3, tháng 4 nói rằng ông Biden dường như vô hình và ông ấy cần phải có các cuộc họp báo hàng ngày đó là một cố vấn cấp cao của ông Biden nói hồi tháng 6. Nhưng người dân không tìm kiếm một tổng thống Trump phiên bản 2.0. Họ không muốn có thêm một ông Trump của Đảng dân chủ. Họ muốn một tổng thống và cách tốt nhất để đấu lại với ông Trump chính là trở thành một tổng thống mà người dân đang thiếu vào lúc này. Xin cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi buổi livestream này. Xin chào tạm biệt tất cả các quý vị, các thầy, và các bạn.